Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Khởi động ngày mới, điểm hẹn sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình Khởi động ngày mới ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ý nghĩa công trình thắp sáng bản làng biên cương cho bản nhỏ Quẩy Pết, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn. Từ nguồn vốn vay của quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều hội viên khó khăn tại xã Nậm Quẩy, huyện Sìn Hồ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất trồng trọt hiệu quả bền vững, góp phần vươn lên ổn định đời sống. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội phiên họp toàn thể tại hội trường để thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế, cơ sở y tế dự phòng. Thay mặt đoàn giám sát báo cáo tại phiên họp, chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, phó trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh việc huy động nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện chủ động, góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác phòng chống dịch, mang lại hiệu quả tích cực trong bối cảnh khó khăn cấp bách. Cụ thể, đến 31 tháng 12 năm 2022, tổng số tiền đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội là khoảng 230.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là hơn 186,4 nghìn tỷ đồng và tài trợ, viện trợ khoảng 43,6 nghìn tỷ đồng. Hơn 11,6 nghìn tỷ đồng đã được huy động vào quỹ vaccine phòng dịch, tiếp nhận khoảng 259,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Riêng viện trợ của chính phủ các nước gần 150 triệu liều, trị giá khoảng 24.000 tỷ đồng. Báo cáo cũng chỉ rõ, công tác quản lý sử dụng thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch cơ bản thực hiện đúng chủ trương chính sách đã ban hành. Hàng hóa viện trợ, tài trợ đã được phân bổ kịp thời cho các đơn vị địa phương. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, kinh phí phòng chống dịch COVID-19 đã được sử dụng để hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hơn 87.000 tỷ đồng, thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng tuyến đầu và các lực lượng khác tham gia chống dịch, quân đội, công an, y tế, 4.487 tỷ đồng, mua vaccine phòng COVID-19, 15.134 tỷ đồng, hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine phòng COVID-19, 4,6 tỷ đồng. Chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh khẳng định, trong giai đoạn 2018-2022, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và góp phần quan trọng vào thành công của công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là đối với đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn số 1335 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm 2023, Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 2023, được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Còn Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm 2023 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề Hành tinh đại dương, thủy triều đang thay đổi, với ý nghĩa đại dương bao phủ phần lớn trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá, thực thi luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, cũng như là các chủ trương chính sách pháp luật về quản lý khai thác sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chủ đề Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 năm 2023, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Để tổ chức hưởng ứng các hoạt động này, thì Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế của cơ quan đơn vị, tổ chức tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tham mưu xây dựng ban hành quy định cơ chế chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp tái chế từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2023, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như là meeting, hội thảo, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, phát động chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như là thành lập liên minh nói không với túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần, đẩy mạnh hoạt động thu hồi tái chế, tái sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi giải bóng chuyền hơi trong
đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, lao động năm 2023 do Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội cựu chiến binh và đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức đã khép lại với giải nhất thuộc về Cục Thống kê tỉnh. Giải bóng truyền hơi thu hút 17 đội bóng với 170 vận động viên là công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan trên địa bàn tỉnh tham gia. Với cường độ thi đấu cao, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả 35 trận đấu cùng nhiều đường truyền đẹp, trận đấu hay, kịch tính, hấp dẫn và có chuyên môn cao. Điều đó khẳng định sự phát triển sâu rộng, lan tỏa phong trào thể dục thể thao, nhất là môn bóng truyền hơi của đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, lao động. Thông qua giải, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, lao động có cơ hội giao lưu học hỏi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, tạo không khí phấn khởi, hưởng ứng tháng công nhân và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, cổ vũ động viên công chức, viên chức, lao động rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt nhiệm vụ lao động sản xuất và công tác. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Cục Thống kê tỉnh, giải nhì cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu và giải ba cho Công ty Điện lực và Sở Công Thương. Thưa quý vị, bản Hủy Pết, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn có 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Bản cách trung tâm xã là 7 km, chỉ có duy nhất trục đường chính vào bản. Do địa hình núi non hiểm trở nên bản chia thành hai điểm cư trú. Chính vì vậy mà đời sống bà con ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Trước những khó khăn đó, đoàn viên thanh niên công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với đoàn thanh niên ở cơ sở xây dựng công trình thắp sáng bản làng biên cương cho bản nhỏ Hủy Pết. Đây là công trình thanh niên nhằm giúp đỡ đồng bào có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự. Điểm nhà văn hóa bản Hủy Pết, xã Nậm Hàng giờ đây náo nhiệt hơn so với trước đây bởi ánh sáng của cột điện năng lượng mặt trời đã soi rọi đường đi. Nơi nào sáng nhất đã tạo thành sân chơi cho các em nhỏ nô đùa thích thú. Có điện sáng, nếp sống sinh hoạt của người dân ở nơi đây cũng thay đổi. Không còn cảnh soi đèn trong bóng đêm, trời tối bản làng sáng bừng ánh điện giúp mọi người đi lại thuận tiện hơn. Ánh sáng không chỉ tác động trực tiếp làm thay đổi đời sống của người dân mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Có điện sáng, buổi tối chơi rất là vui. Bây giờ thì có bóng điện sáng như này thì bà con cũng tập trung chơi vui. Mình cũng đi lại cũng đỡ cho mình, không cần phải soi đèn đi lại. Thắp sáng bản nhỏ Hủy Pết là công trình thanh niên của đoàn thanh niên công an tỉnh kêu gọi nguồn xã hội hóa hơn 30 triệu đồng để đầu tư 15 cột điện sáng năng lượng mặt trời để xây dựng lắp đặt phục vụ cho hơn 100 hộ dân ở điểm bản khó khăn này. Để phát huy hiệu quả tốt nhất, đoàn thanh niên công an tỉnh đã phối hợp cùng với huyện đoàn Nậm Nhùn, đoàn xã Nậm Hàng ra soát địa hình bản, lắp đặt 9 cột điện năng lượng mặt trời tại điểm nhà văn hóa và 6 cột điện tại điểm thứ 2 của bản. Quá trình lắp đặt, việc kiểm tra vận hành nghiệm thu đã được thanh niên ở công ty Thủy điện Sơn La ra soát kỹ càng, kiểm tra chất lượng chiếu sáng từng cột điện và hướng dẫn người dân cách sử dụng khoa học. Từ sự phối hợp của các đoàn viên thanh niên ở mỗi đơn vị, nên chỉ trong vòng một tháng, đường điện sáng năng lượng mặt trời đã được đưa vào sử dụng, rất tiện ích cho người dân. Việc triển khai cái công trình thắp sáng bản làng biên cương như này thì cũng góp phần nâng cao cái chất lượng đời sống cho bà con, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như là giúp địa phương đạt những cái tiêu chí của nông thôn mới. Thì trong thời gian tới thì đoàn công an tỉnh cũng sẽ tiếp tục phối hợp cũng như là chỉ đạo các cái đơn vị trực thuộc để tiếp tục triển khai những công trình như này trên các cái vùng biên của Tổ quốc. Kể từ khi thành lập thì công ty Thủy điện Sơn La thì cũng luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân ở các xã của huyện Nậm Nhùn. Thì trong thời gian vừa qua thì công ty cũng có phối hợp với cả đoàn thanh niên của công an tỉnh xây dựng cái chương trình gọi là thắp sáng đường nông thôn tại cái bản Hủy Pết thuộc huyện Nậm Nhùn. Thì công ty phối hợp với đoàn thanh niên công an tỉnh đã lắp đặt 15 đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời để phục vụ chiếu sáng cho điểm bản Hủy Pết thuộc xã Lậm Manh. Công trình thanh niên thắp sáng bản làng biên cương tại bản Hủy Pết đã góp phần nâng cao hiệu quả chương trình điện chiếu sáng nông thôn theo kế hoạch số 14 của Ban Thường vụ huyện đoàn Nậm Nhùn. Rất nhiều công trình điện sáng được khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Qua đó đã nâng tổng số bản được chiếu sáng trên địa bàn của huyện là 64 trên 69 bản.
với tổng số hơn 1.200 bóng đèn điện được thắp sáng, đóng góp hơn 2 tỷ đồng để thắp sáng vùng nông thôn. Những công trình này đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới của huyện Nậm Nhùn ngày càng bừng sáng hơn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, nổi bật là việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan đơn vị, trường học và bệnh viện. Về những hoạt động kết quả cũng như là những khó khăn trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá, thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đỗ Kiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ thông tin cụ thể qua cuộc phỏng vấn sau đây. Vâng, thưa đồng chí có thể cho biết cái giai đoạn 2021-2022 trong thời gian qua về cái công tác phòng chống thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào? Với cái kết quả mà chúng tôi đã triển khai thực hiện trong năm vừa qua, đó là 2021-2022, thì chúng tôi cũng đã thực hiện các cái nhiệm vụ, đó là trên cái tinh thần tổ chức các cái buổi liên quan đến tuyên truyền. Đơn vị đã xây dựng được 12 cái bản tin và các cái phóng sự với nội dung chính là tuyên truyền cho người dân cũng như là cộng đồng hiểu biết hơn về các cái tác hại của thuốc lá đối với địa bàn tỉnh, được phát sóng trên các kênh truyền hình cũng như là báo đài, các cái kênh trang web điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu, và đã tổ chức các cái buổi như là tổ chức các cái lớp tập huấn, thế rồi là liên quan đến vấn đề giáo dục thì chúng tôi đã phối hợp với ngành giáo dục tổ chức cho tập huấn cho các thầy cô giáo các cái kiến thức về tác hại thuốc lá để các thầy cô giáo triển khai đối với các cái trường học trong các buổi lên lớp. Đối với các cái hoạt động khác thì chúng tôi đã triển khai một số các hoạt động như là tổ chức cái hội thi để cho các em tìm hiểu về các cái luật liên quan phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn, để các bạn cũng là một cái kênh, đó là tuyên truyền đối với người dân. Vâng, thưa đồng chí, mà bên cạnh những cái thuận lợi thì có những cái khó khăn vướng mắc như thế nào để thực hiện cái công tác phòng chống thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lai Châu? Lai Châu thì các ông chỉ là tỉnh miền núi và chúng ta có đến 20 dân tộc mà vùng sâu vùng xa rất nhiều, tỷ lệ đó nghèo còn cao, cái nhận thức mặt bằng của người dân cũng còn có cái sự hạn chế và chênh lệch, dẫn đến tình trạng đó là nói không thuốc lá thì cũng còn đang là vấn đề khó khăn. Bên cạnh đó thì một số cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh thì các ông chí cũng thấy rằng là địa bàn chúng ta rất là rộng và các cơ quan thì nằm rải rác và giao thông đi lại nó khó khăn. Bên cạnh đó thì cái công tác vướng mắc ở đây thì cái xử phạt ấy, thì báo cáo ông chí là cũng là một cái khó. Cái vướng mắc lớn nhất là đối tượng mà được phép xử phạt bây giờ chỉ có ngành y tế, là ví dụ chỉ có tránh thanh tra sở y tế mới được xử phạt, hay là công an hay là quản lý thị trường mới là được phép thực hiện xử phạt. Cái nữa đó là gì, thuốc lá thì bây giờ rất là rẻ, các ông chí ra đường tất cả các cửa hiệu, các hàng quán, các quán nước vỉa hè bán đều có hết mà rất dễ mua. Đây cũng là một cái khó khăn vướng mắc. Vâng, thưa đồng chí, trong cái thời gian tới, giai đoạn 2023-2024 thì tỉnh Lai Châu sẽ có những cái giải pháp cụ thể như thế nào để thực hiện cái công tác phòng chống thuốc lá trên địa bàn tỉnh? Nên là trong cái thời gian tới chúng tôi cũng cần có một số giải pháp, đó là kết nối với quỹ để xem xét các đồng chí cũng có một số các cái hướng dẫn cụ thể hơn, chi tiết hơn về các cái chế tài xử phạt, phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát để có những cái xử phạt thực tế đem lại cái tính răn đe trong cộng đồng thì mới có thể đem lại một số hiệu quả trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới. Trên cơ sở đó thì các cái hoạt động khác về công tác tổ chức của chúng tôi cũng đã triển khai các cái vấn đề liên quan đến meeting tuyên truyền ngày 31 tháng 5 là ngày thế giới không khói thuốc, hay là thế giới cái tuần không thuốc lá, đó là từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 là đã triển khai một cách đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh và có các cái thành phần như lãnh đạo tỉnh cũng như là các sở ban ngành tham gia để triển khai trong cái hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí. Thưa quý vị, thưa các bạn, quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn tín dụng quan trọng giúp hội viên phát triển quy mô sản xuất, tăng thu nhập, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo. Từ nguồn vốn vay này thì nhiều gia đình hội viên khó khăn tại xã Nậm Củi, huyện Sìn Hồ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất trồng trọt hiệu quả, bền vững, góp phần
vươn lên để ổn định cuộc sống. Trước đây, gia đình anh Lò Văn Dương ở bản Nà Hoi là một trong những hộ nghèo. Vợ chồng anh làm nhiều nghề, nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ lo cho sinh hoạt hàng ngày. Năm 2020, nhận thấy trong bản còn nhiều đồi núi, nhiều bãi cỏ. Trong lúc đang khó khăn về vốn để đầu tư nuôi trâu sinh sản, anh Dương đã được Hội Nông dân xã hướng dẫn làm thủ tục vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Có vốn, anh mua trâu sinh sản và sửa sang lại chuồng trại. Nhờ chịu khó phòng chống dịch bệnh nên trâu sinh sản phát triển ổn định, bước đầu cho thu nhập. Xưa nay thì gia đình tôi thì cũng là rất là khó khăn, nhà nước là cũng quan tâm là có vay chương trình vay vốn. Tôi mua 40 triệu để nuôi trâu, mua được 2 con trâu, bây giờ thì phát triển được 6 con. Bây giờ kinh tế gia đình tôi cũng tạm ổn. Thông qua hoạt động vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Ngoài ra, Hội Nông dân còn ký nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sìn Hồ qua 6 tổ với số tiền gần 12 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ Nông dân luôn được tổ chức định kỳ và đột xuất. Hiện nay các mô hình phát huy hiệu quả cao nhờ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân như là chăn nuôi trâu bò sinh sản. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân ngày càng phát huy hiệu quả, không chỉ giải quyết nguồn vốn trước mắt mà còn giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất, tăng thu nhập, đồng thời góp phần củng cố tổ chức hội và phong trào nông dân vững mạnh. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể cũng tuyên truyền vận động hội viên nông dân về để vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình và mua trâu sinh sản và xây dựng các mô hình kinh tế về để tăng thu nhập cho gia đình. Đến nay thì các hộ gia đình cũng được phát triển về chăn nuôi, trồng trọt thì cũng hàm ổn định, cuộc sống của bà con càng ngày càng khấm khá lên. Từ hiệu quả thiết thực, Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã và đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hội viên nông dân trên địa bàn của xã Nậm Quẩy có thêm điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục ra soát số hộ hội viên cần được vay vốn, đồng thời giúp đỡ xây dựng các dự án mới phù hợp với điều kiện thực tế, giúp hội viên vươn lên làm giàu. Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp cùng với lực lượng công an thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu an sinh xã hội, trong đó tập trung chuẩn hóa làm sạch dữ liệu trẻ em và dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội. Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 13.900 đối tượng bảo trợ xã hội, 100% thông tin đối tượng bảo trợ xã hội được làm sạch, cập nhật trên hệ thống quản lý. Trong đó thì dữ liệu về trẻ em được chuẩn hóa, làm sạch và cấp mã định danh cá nhân là trên 92.000 trẻ em, đạt tỷ lệ trên 62% tổng số trẻ em trên địa bàn của tỉnh. Việc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu an sinh xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách với trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh trong nhiều năm qua là phong trào rộng lớn, bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội với 5 nội dung và 7 phong trào tiêu biểu. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và các địa phương cụ thể hóa 5 nội dung: cuộc vận động lồng ghép với các phong trào chương trình giảm nghèo, dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Đồng thời, thực hiện mục tiêu 3 giảm và các nội dung xây dựng gia đình văn hóa hàng năm. Là một trong những nội dung được Ban Công tác Mặt trận ở thôn bản, khu phố chủ trì triển khai thực hiện và xem đây là nội dung được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đưa vào tiêu chí thi đua hàng năm. Qua đó, số hộ, khu dân cư đăng ký gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và được công nhận hàng năm tăng, năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay toàn tỉnh có 3.000 lượt gia đình đăng ký gia đình văn hóa và 150 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa theo tiêu chuẩn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã và đang khơi dậy được tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, góp phần đưa huyện Phong Thổ dần trở thành địa phương có chất lượng cuộc sống tốt. Đến nay toàn huyện Phong Thổ có trên 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa và trên 72% tỷ lệ thôn, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. Có thể nói thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng cường củng cố hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, tác động hiệu quả vào phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã và đang khơi dậy được tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, góp phần đưa huyện Phong Thổ dần trở thành địa phương có chất lượng cuộc sống tốt. Đến nay, toàn huyện Phong Thổ có trên 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa và trên 72% tỷ lệ thôn bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. Có thể nói, thời gian qua phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng cường
củng cố hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tác động hiệu quả vào phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình. Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.